Sáng ngày 4 tháng 10 tại trụ sở báo pháp luật Việt Nam đã diễn ra lễ trao quyết định nâng cấp chi đoàn cơ sở báo pháp luật Việt Nam thành đoàn cơ sở báo pháp luật Việt Nam trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp với tổng số 74 đoàn viên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp. Về phía báo pháp luật Việt Nam có Tổng biên tập Đào Văn Hội, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập thường trực Trần Đức Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, các Phó Tổng biên tập Trần Ngọc Hà, Hà Anh Bình. Đồng chí Bí thư Đoàn báo Pháp luật Việt Nam Nguyễn Sĩ Hồng cùng các đồng chí ủy viên ban chấp hành đoàn báo. Sau khi công bố và trao quyết định nâng cấp chi đoàn báo Pháp luật Việt Nam thành đoàn cơ sở báo Pháp luật Việt Nam và chỉ định ban chấp hành lâm thời đoàn báo cơ sở báo Pháp luật Việt Nam gồm 7 đồng chí. Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp Hồ Quang Huy nhấn mạnh việc nâng cấp đánh dấu sự trưởng thành lớn mạnh của đội ngũ đoàn viên thanh niên của báo. Suốt chặng đường phát triển vừa qua Báo Pháp luật Việt Nam vẫn luôn giữ vững vị trí là tờ báo hàng đầu có nhiều đóng góp tích cực với sự nghiệp báo chí cách mạng, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ phóng viên trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên của báo. Trong bối cảnh mới, việc nâng cấp lên đoàn cơ sở là hết sức cần thiết. Do vậy, Bí thư Hồ Quang Huy hy vọng các đoàn viên thanh niên ban chấp hành đoàn cơ sở báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng ủy báo, Đoàn Thanh niên Bộ gắn công tác đoàn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghĩa tình để hoàn thành các nhiệm vụ được giao cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của ban chấp hành đoàn thanh niên bộ tư pháp phó tổng biên tập phó bí thư đảng ủy báo pháp luật việt nam trần đức vinh nhận định việc nâng cấp tri đoàn lên đoàn cơ sở vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm nặng nề đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên của báo cần cố gắng hơn nữa tích cực trao dồi chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nắm vững chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước từ đó phát huy được sức trẻ tình nguyện sung kích có thêm nhiều tác phẩm báo chí tốt để đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chung của báo và của bộ ngành tư pháp tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đảng ủy báo pháp luật việt nam ban chấp hành đoàn bộ tư pháp bí thư đoàn cơ sở báo pháp luật việt nam nguyễn sĩ hồng khẳng định sẽ cùng các đồng chí trong ban chấp hành lâm thời tiếp tục nỗ lực cố gắng chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực đóng góp chung vào công tác của báo của đoàn bộ